Em test thử cối đóng nút có cái lưới này nhé. Cái loại nút con lưới này thì mình khâu hoặc là đính bằng máy đều được nhé. Bởi vì nó xuyên hai cái lỗ qua bên cái lưới nhựa này nó dễ xuyên hơn. Đây em test thử này. Đây, cái này vải cắt sẵn này. Đó. Cái nhựa này mình đặt cửa nó lên. Cái này úp vào xuống. Xương của nó hết đầy đủ nhá. Đây thành phẩm của nó đây.